Xin chào các bác nha. Thì đây là cái vỏ lãi siêu tải, thì bề ngang là 8m1 ha. Còn bề dài là 8m1, còn bề ngang là 1m7 ha. Đáy siêu sâu ha. Đây. Bên này em chuẩn bị giao cái này đi cho khách ha. Thì dịch Covid thì bên em vẫn có giao được bình thường nha. Đây. Đó. Cái kia là xe nhỏ của em đi giao vòng vòng ở đây ha. Còn mấy cái siêu tải này thì em sẽ đi bằng xe cẩu. Đó. Cái loại này làm rất là dài vậy. Đó. Đáy siêu sâu luôn nha các bác. Em quay về nói chung thì cái đi vô điện thoại nó hơi nhỏ nhưng mà ngoài nó lớn lắm. Nha. Giờ anh em là chuẩn bị bỏ lên xe cẩu thì giao, còn cái mớ này thì giao dài dài từ Phan Thiết trở vô ha. Ít em cũng giao bình thường nha anh em. Này em đi xe nhà. Đi tới tiền dầu là chính nè. Bây giờ thì cẩu em nó lên ha. Đây. Quá khủng. Rồi, bây giờ để em vô trong, em quay một chút về giới thiệu sơ cho các bác một số loại trong kho của em nha. Thì các bác gọi qua số điện thoại 02703 948 999 thì các thư ký của em sẽ gửi hình kích thước cho các anh em xem nha. Vỏ lãi đây rất là nhiều luôn. Siêu tải 9m9 vẫn có. Đây hơi tối nha. Đây, một loại xuồng mini nhỏ gọn. Đây ha. Đủ loại hết nha. Anh em có thích cái mẫu nào thì cứ chụp màn hình lại rồi gửi với bác thư ký, em sẽ báo giá cho các anh em nha. Đây là cano đây ha, cano Thái nha. Vô trong đây thì cũng còn nhiều lắm. Đây cano đi biển đây có luôn đó, tam bản gì có đủ hết nha. Rồi tiếp tục em đi qua đây cũng còn một mớ bên đây cũng nhiều, là phía sau nữa, phía sau là đáy hàng lớn mà. Đây mẫu xuồng mới đi rất là an toàn, trọng tải chở tải cao đó. Đây nữa nha. Đây. Em làm video quay sơ sơ rồi các bác cứ liên lạc với bên em nha, bên em sẽ gửi hình chi tiết vào từng cái cho. Bây giờ trong video này nó ngắn á, em không giới thiệu hết được. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Bây giờ em lên cái thuyền rồi đi cho người ta đây. Rồi xin cảm ơn. Rồi bây giờ đang lên hàng nha anh em. Xe đã bắt đầu lên hàng, đi một xe lớn một xe nhỏ luôn ha. Giờ chuẩn bị đóng hàng, có bên mình có ship bên Viettel luôn nha. Mấy bác kia bên Viettel đang đóng xuồng cho khách đây. Đây là bên Viettel đây, họ đóng hàng rất là kỹ ha. Rồi cái này là mấy cái động cơ nha mọi người, để lắp vào máy á, tùy vô mã lực ha. Có máy lớn từ 15, 17 mã lực cho lên ha. Với những cái máy 6,5, 5,5, đặc biệt là có cái loại dòng máy này mà máy dầu luôn nha. Cái này là giống như máy xăng nhưng mà nó là thực sự là máy dầu, chạy dầu ha. Bét kìa. Đó là cái bát rồi. Thì mọi người có nhu cầu thì cứ đến công ty lợi máy có đủ loại hết, dàn lắp thì mình cũng có luôn nha, dàn lắp mình có sẵn. Còn những người những bác nào xài máy D thì có bên kia nha, máy D chạy tàu loại nào cũng có. Máy D thì đang khuyến mãi giảm 30% á. Tất cả các hãng luôn, từ Honda như tới những cái hãng bình thường ha, đi phân. Rồi cảm ơn mọi người nha. Cái này là xe để mình đi giao xuồng ha mọi người. Cái này giao trong khu vực gần, vô từ Bình Dương, Bình Phước, Gia Lai rồi đi xe này hết nha. Còn đi xa hơn ngoài Bắc thì sẽ có xe ở ngoài Bắc vô lấy. Hàng ra mình có ghi tên từng người hết, số điện thoại đầy đủ, giao tới nơi thôi xong rồi. Để xe đường nào mình xe tải mình vô được thì mình vô thoải mái ha.